đặc sản ở Châu Đốc này là tất cả loại mắm và cá khô và thốt nốt nha. Đó, và tất cả những cái loại bánh bò, bánh tiêu, bánh bò thốt nốt rồi rất là nhiều. Bây giờ cùng Hương Nguyễn đi ăn nha cả nhà mình nha. À đúng rồi, có cái bánh tráng nhỏ xíu. Cái này như 10.000. Bánh tét mini. 10.000. Đây nè, cái nhân nè. Cái dây vàng đó là chuối với đỏ là đậu. Cái này là bự rồi nha cả nhà. Đây là cái bánh tét mini nhỏ nè. Đó, nhìn xíu vậy nè. Rồi cái này là bánh chuối. Wow, Hương Nguyễn thích ăn bánh chuối. Chuối ngon, nhỏ nhỏ vậy nhưng mà vẫn ngon nha. Và bánh bò là bánh bò đường thốt nốt. Đây mình thử đi. Cái này là đường thốt nốt. Đây mình thử. Không, còn cái bánh bò kia. Cái này là bánh bò bông. Bánh bò bông. 125, rồi bỏ vô 125. Cà na. Cái này bán sao cô? Ủa con ong á hả? Mời cả nhà mình ăn nha. Cái này là cà na dập nha cả nhà, là đậu dập để ăn với muối ớt. Nope. Ngon. Rồi đi ăn thốt nốt. Rồi uống đây. Cái này là ăn nhiêu một tí vậy? Uống đây nè. Mời cả nhà mình ăn thốt nốt nha. 1, 2, 3. Vô. Cái này là đi đến Châu Đốc là phải ăn món này nha cả nhà mình. Đây là thốt nốt nha. Uống vô là cảm giác nóng mức, nhưng mà mình uống vô là nó mát, rất là mát luôn. Đang thấy cục thốt nốt đầu đây. Cái nhìn nó trong trong, nó giống cục đá nên mức giống. Cái này là nó vừa có độ dẻo nè, ngọt ngọt, thơm thơm, rất là ngon. Nhà mình mặc đồ giống ai cũng dòm hết trơn. Cái này là bông điên điển với sầu đâu hả? Sầu múc. Đây là xoài múc nhiêu ký chị? Cho em nửa ký này nè. Thường là lấy cỡ nào nhung? Đây là xoài múc cho cả nhà mình 60.000 ký. Ngọt ngay à, ngon lắm luôn á. Ngọt ngay à, dẹp mẹ lượng ký luôn đi mẹ. Nope. Ba khía này á, là mỗi lần mà Hương Nguyễn về Châu Đốc này là đều mua ba khía chỗ đúng một chỗ này thôi. Là ba khía này là ở nhà tự làm nè, cả nhà mình tự làm hết luôn, rất là ngon luôn. Mà đặc biệt là cái ba khía ở đây là cả nhà biết sao, thịt nó còn nhiều lắm, nó trong nó thịt không à, chứ nó không phải là cái vỏ không giống như mấy ba khía chỗ khác. Mà cả nhà mình ăn nha, nè đó, nó thấy thịt không đó, thịt chắc chắc nguội luôn á. Mẹ vừa ăn ngon ngon. Cái thứ là ăn cơm nóng cũng được nè, còn thôi là làm mà gỏi rồi đủ thái cho cả nhà mình. Đây đó, rồi ba khía nè cả nhà, nguyên con bự nè, cái càng thành không luôn. Ba khía này nha cả nhà mình, mỗi lần Hương Nguyễn về là chỉ ăn có một loại ba khía này thôi. Đây quá chừng món ngon luôn cả nhà mình. Dạ món này là món tuổi thơ của Hương Nguyễn hay ăn luôn nè. Đây là chùm bột ngâm nha cả nhà mình. Nope. Đây là men ngâm. Người miền Tây với cả nhà mình người ta hiếu khách lắm. Tới đây nè, ăn thử miếng rồi mua, nhưng mà không mua cũng không sao. Không mua cũng không sao. Rồi chị mua củ sắn rồi ai ăn thì mua thêm đi. Rồi lấy củ lớn. Rồi muốn gì nữa, lấy gì nữa. Đây củ sắn. Củ sắn ăn là mát, đã khát nước. Xài lấy mắm guốc nữa. Rồi trả tiền đi thư ký. Đặc biệt là xôi sầu riêng là đặc sản ở miền Tây Châu Đốc mình nha cả nhà mình. Bánh tráng phồng này là Hương Nguyễn thích ăn với lại kẹo bạch nha, với lại cái vườn vườn non đó, vườn đạo đó.
sao vậy? Tặng chị mà. Trời. Tặng không chịu lấy luôn nè cả nhà mình. Cho cái kem đậu đen á. Đậu đen. Cái kem ống này á là tuổi thơ là Hương Nguyễn hay ăn lắm nè cả nhà nha. Không, ở Đồng Nai mình cũng có bán mà, cũng có bán kem đậu đen này cũng có mà. Đó là giờ đó là người ta còn dùng mấy cái ống này, người ta dùng muối là Hương Nguyễn mua rất là nhiều đồ luôn, mọi thứ món nãy giờ mấy chục món luôn á, mà trên tay không có cầm gì hết trơn luôn á, không biết là đồ đi đâu hết rồi, không biết ai tách giùm.